Ngô Cẩn Ngôn đóng phim sau hơn 2 năm thất nghiệp. Ngô Cẩn Ngôn đã nhiều tháng không vào đoàn phim, danh tiếng xuống dốc khiến người hâm mộ lo lắng. Dự án mới công bố của cô cũng không được đánh giá cao. Ngày 21 tháng 5, HK01 đưa tin nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện trong buổi lễ khai máy bộ phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian sau hơn 2 năm không có vai diễn mới. Theo HK01, trước đó, Ngô Cẩn Ngôn chia sẻ cô dành thời gian học lại diễn xuất vì liên tục bị chê diễn kém. Các đạo diễn Trung Quốc cho rằng cô ấy chỉ phù hợp với một kiểu nhân vật nhất định, khó bứt phá, Vũ Chính chia sẻ về khó khăn của nữ diễn viên. Hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể tham gia các dự án do công ty của biên kịch Vũ Chính là Hoan Ngu Ảnh Thị sản xuất. Đồng thời, bạn diễn của Ngô Cẩn Ngôn trong Mặc Vũ Vân Gian là nam diễn viên trẻ Vương Tinh Việt kém cô tới 12 tuổi. Vương Tinh Việt cũng là gà thuộc công ty Hoan Ngu Ảnh Thị. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung Quốc, từng tham gia các phim như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Ngọc Lâu Xuân, Châu Sinh Như Cố, Lần Đầu Yêu Anh, Ninh An Như Mộng. Tuy nhiên, diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 2002 không được đánh giá cao. Anh cũng chưa được đóng chính trong các dự án lớn. Khoảng cách tuổi tác và danh tiếng giữa Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt cũng khiến người hâm mộ của nữ diễn viên không hài lòng. Mặc Vũ Vân Gian được chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Cả Thiên Kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Nữ chính Tiết Phương phỉ tài mạo song toàn là đệ nhất mỹ nữ kinh thành được gả cho lang quân Như Ý Thẩm Ngọc Dung, vốn là tú tài nghèo. Tuy nhiên, khi Thẩm Ngọc Dung thi đỗ trạng nguyên vì muốn cưới công chúa, trở thành phó mã mà sát hại vợ con. Đồng thời, em trai của Tiết Phương phỉ cũng bị giết chết. Cha nàng nghe tin hai con qua đời cũng đau khổ buông tay nhân gian. Sau đó, Tiết Phương phỉ sống lại, trở thành tiểu thư Khương Lê. Nàng tìm cách trả thù cho gia đình. Theo HK01, với quy định mới của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc NRTA, những bộ phim có nội dung nhân vật chính sống lại, trùng sinh, trọng sinh sẽ không thể chiếu trên đài truyền hình mà chỉ có thể phát sóng trên nền tảng mạng. Do đó, với quy mô dự án, dàn diễn viên Mặc Vũ Vân Gian được đánh giá là phim mức B. Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, cô nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược. Vũ Chính cũng sản xuất nhiều dự án để Ngô Cẩn Ngôn đảm nhiệm vai nữ chính như Hạo Lan Truyện, Em Là Đáp Án Của Anh, Hạnh Phúc Vẫn Sẽ Đến Gõ Cửa, Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ, Nữ Hoàng Mặc Cả, Thượng Thực, Gia Truyền. Tuy nhiên, Ngô Cẩn Ngôn đều bị chê thiếu kỹ năng diễn xuất và thường trở thành hố đen của bộ phim. Người đẹp sinh năm 1990 bị xếp vào nhóm minh tinh diễn dở nhất Trung Quốc cùng Angelababy. Đầu tháng 1, trong hình ảnh giới thiệu nghệ sĩ do công ty Hoan Ngu Ảnh Thị đăng tải, vị trí nhất tỷ, chị cả. Người có quyền lực nhất của Ngô Cẩn Ngôn đã bị thay thế bằng đàn em Bạch Lộc. Theo Sina, điều này phản ánh đúng địa vị trong giới giải trí của hai người đẹp hiện nay.